giới thiệu cho anh em là kẹo H&M và kẹo mềm. Thì kẹo H&M bên em hiện tại đang có loại đó là .22, 5.52, còn kẹo mềm cũng có là 4.5, 5.50, 5.52, 5.54, 5.56, 6.35 và 6.40 nha. Tại sao nó có nhiều dạng như thế thì do cành của anh em xài lâu nó sẽ có độ dạng nở, nó sẽ gây mòn, mòn thì mình cần phải tăng cái dung lượng của cái viên kẹo lên một xíu thì mình đưa vô cho nó khớp và nó đều đó. Thì bây giờ em sẽ cho anh em xem hai loại kẹo H&M và kẹo mềm ha. Anh em nhìn xem bên nào là H&M, bên nào là mềm. Bây giờ đây là H&M nè. H&M đặc điểm của nó là váy hai tầng, lộ váy sâu ha. Đây là kẹo mềm bên em. Kẹo mềm bên em thì không thể so sánh được với thằng H&M, nhưng em đảm bảo nó cũng phải là 6-70% so với H&M. Đây có thể nhìn. Đó. Bây giờ em sẽ chỉ cho anh em phân biệt với H&M ha. Em sẽ lấy một viên H&M, một viên mềm ở chung này. Bây giờ không biết bên nào ha. Bây giờ mình sẽ phân biệt. Cầm hai bên đây. Đó. Vậy là anh em biết bên nào là kẹo H&M và bên nào là kẹo mềm rồi đúng không? Bên trái là viên H&M nè anh em. Anh em nhìn này, nó có một cái cánh bên ngoài phải không? Nhìn kỹ vô thì nó giống như kiểu là váy hai tầng đó ha. Ở trong lỗ trong váy này, lỗ ở trong sâu nha, sâu tạo hình vết côn. Còn kẹo mềm của em thì váy cũng đều, anh em thấy hai thằng váy của nó đều không, không có bên dày bên mỏng, bao ve ít đó, nhưng mà nó cũng không thể đẹp được bằng như H&M. Kẹo mềm này bán được ký, kẹo H&M này bán được hộp ha. Anh em mà mua thì cứ liên hệ nha. Anh em xem ha. Đó, H&M này. Bây giờ mình sẽ thử độ mềm của nó ha. Độ mềm H&M. Đây là một viên chưa bị móp, chưa bị bóp ha. Để bóp này. Nhìn lực tay em, nhìn hai khuỷu tay này. Đó. Thấy chưa, H&M này được tạo ra chỉ dây nha. Bóp cái là nó đắt. Bây giờ mình sẽ thử bằng móng tay này. Đó, anh em thấy nó đứt liền. Đứt liền nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy chi mềm. Kẹo mềm này em đặt tên là kẹo mềm. Đó. Rồi em nhìn nha, cũng rất đều đẹp ha. Rất đều đẹp, bóng loáng, thân váy cổ váy đều đẹp. Bây giờ mình sẽ bóp. Đó, nó hình thành hình nội lực ha. Bây giờ mình sẽ cắt. Đó. Thấy cho anh em kẹo rất là mềm đó. Và vậy lý do anh em mua cứ liên hệ cho em nhé. Nó là loại H&M và kẹo mềm đó. Ship code nha anh em, tất cả những loại kẹo ở đây đều ship code hết rồi. Ok chào.